Có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết hay không? Kỳ nghỉ Tết âm lịch là dịp để những người xa quê được trở về với gia đình. Đa số mọi người thường lo lắng trước khi có nên rút điện các thiết bị trong nhà trong suốt kỳ nghỉ không? Cùng mẹo vặt cuộc sống tìm hiểu xem có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết không nhé? Số 1. Có nên rút điện tủ lạnh trước khi về quê ăn Tết không? Nhiều người thường lo lắng để tủ lạnh vẫn chạy trong kỳ nghỉ dài như Tết Nguyên đáng là không nên bởi vừa tốn điện mà còn dễ cháy nổ. Nhưng thực tế là không nên rút điện tủ lạnh, vì chi phí tiết kiệm không được bao nhiêu so với việc chức năng tủ lạnh sẽ bị giảm, thậm chí dễ hỏng hóc. Nếu tủ bị rút điện một thời gian dài, hệ thống dàn nóng và dàn lạnh do không được xấy sẽ dẫn đến nguy cơ bị oxy hóa, khiến tủ mất lạnh, thủng dàn, giảm tuổi thọ. Số 2. Cách tiết kiệm điện tủ lạnh khi về quê ăn Tết. Để tiết kiệm điện cho tủ lạnh, thay vì rút điện thì bạn có thể giảm nhiệt độ của tủ xuống đến mức thấp nhất. Đối với tủ lạnh không dự trữ thức ăn, thì khi đạt đến nhiệt độ yêu cầu tủ sẽ tự động ngắt điện. Sau đó, bạn phủ kín tủ lại bằng một tấm vải cô tông, không dùng vải ni để tránh việc hơi nước lọt vào gây hỏng hóc linh kiện. Số 3. Một số lưu ý khi phải rút điện tủ lạnh. Đối với trường hợp bạn về nhà một chuyến dài trên 15 ngày, thì phải rút điện phòng trừ trường hợp mất điện đột ngột làm gián đoạn khí gas, hệ thống điện nhà trục trặc. Bạn hãy lấy hết thực phẩm ra ngoài. Sau khi ngắt điện khoảng 20 phút, đá trong tủ đã tan, và có thể dùng khăn sạch cùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh tủ lạnh. Một số lưu ý cần nhớ khi rút điện tủ lạnh. Sau khi rút điện tủ lạnh bạn phải lấy hết thực phẩm bên trong tủ ra ngoài tránh thực phẩm hư hỏng gây mùi và phát sinh vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Bạn lau dọn sạch tủ thật ráo để tránh nước động, bụi bẩn, thức ăn trong môi trường nhiệt độ không ổn định làm hỏng tủ. Trên đây là một số thông tin có nên rút điện tủ lạnh về quê dịp Tết bạn nên chú ý. Hy vọng với những chia sẻ của mẹo và cuộc sống sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn vui vẻ.